ba đôi. 1, 2, 3. Ủa chị hai ơi, sao có ba cái chén với ba đôi đũa vậy? Thiếu cái chén với đôi đũa của anh hai rồi. Ờ phải rồi, để chị xuống lấy. Lấy liền đi chị hai, nhanh lên. Em để chén này cho anh hai đi. Dạ, cái chén này của anh hai để đây nè. Đũa của anh hai để đây luôn. Còn cái đôi này là của bác nè. Cái này là của chị hai. Mỹ Ngọc nhỏ nhất phải lấy cuối cùng. Em lấy cái này đi. Chị hai nhường cho Mỹ Ngọc trước hả? Ừ. Cảm ơn chị hai nha. Gấp cái trứng để vô chén cho anh hai nè. Một chút nữa anh hai về ăn. Mẹ ăn đi mẹ. Mỹ Ngọc nói cái bí mật này cho chị hai biết nha. Ừ. Anh hai về thăm Mỹ Ngọc rồi đó. Mỹ Ngọc mừng quá trời luôn. Anh hai không có chết. Anh hai không có chết đâu chị hai. Anh hai không có chết. Anh hai em sẽ luôn ở bên cạnh hai chị em mình. Đúng rồi. Anh hai của em là một người tuyệt vời nhất. Thương Mỹ Ngọc nhất trên đời. Thương chị hai, thương mẹ chị hai, thương cả nhà mình luôn. Tăng 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 tăng. À, quên nữa. Còn cái bí mật này nói cho chị hai biết. Lại đây, lại đây. Hôm bữa anh hai dặn Mỹ Ngọc là phải ăn uống cho đàng hoàng, phải nghe lời chị hai nữa, thì mai mốt anh hai về thăm Mỹ Ngọc nữa. Anh hai còn dặn vậy hả? Dạ. Khi nào vậy? Thì cái bữa mà chị hai kể chuyện cho con ngủ đó. Con luôn nghe lời của anh hai. Mỹ Ngọc lúc nào cũng nhớ là anh hai dặn hết trơn á. Ăn cơm xong nha, con sẽ đi vẽ tranh. Sau đó con sẽ đi ngủ. Ngủ thiệt là ngon luôn. Nè, ra đây. Anh hai cái trứng này ngon không? Trời ơi, sao vậy mẹ? Thích ăn lắm á. Chuyện Mỹ Ngọc kể là sao vậy con? Ăn đi, ăn ngon miệng đi. Mỹ Ngọc nằm mơ đó mẹ. Mỹ Ngọc không phân biệt được giữa nằm mơ và đời thực. Nhưng con thấy cũng may là Mỹ Ngọc còn nằm mơ gặp được anh Đăng Duy, còn được ảnh dặn dò những điều đó. Chứ nếu không, con cũng không biết phải dỗ dành Mỹ Ngọc làm sao nữa. Anh hai ăn ngoan nha. Mỹ Ngọc cũng ăn mẹ. Ngoan luôn. Con thấy Mỹ Ngọc rất là mến mẹ, cũng rất là nghe lời mẹ nữa. Mẹ cho con gửi Mỹ Ngọc ở đây 1-2 ngày được không mẹ? Có làm phiền mẹ không? Không sao đâu con, có gì mà phiền phức đâu. Có con bé ở đây mẹ càng vui chứ sao. Nhưng mà con đi đâu vậy? Sao lại gửi Mỹ Ngọc ở đây? Dạ, con có vài việc cần phải thu xếp ở đây trước khi về Sài Gòn. Mẹ giúp con coi chừng Mỹ Ngọc. Cho em ấy uống thuốc đúng giờ là được nha mẹ. Con yên tâm nha, chuyện của Mỹ Ngọc con đừng lo gì. Mẹ với dì Tư sẽ chăm sóc nó thiệt chu đáo. Con cảm ơn mẹ. Không còn anh ở bên cạnh,
em mới cảm nhận được em yêu anh biết chừng nào. Thật là đáng đời em. Em chịu đựng đau buồn như vậy là đáng lắm phải không? Ngập tràn tiếng thơ trong ta giờ chỉ còn lại là đáng đợi em lắm. Đường về vắng anh lang thang tháng ngày, em mới biết lòng mình đớn đau. Yêu sao những buổi chiều cơn mưa đến thật nhiều, bên sông có người đứng trông chờ. Thương đôi mắt long lanh, môi xinh chút ngại ngần cho nhau những ngày tháng phiêu bồng. Em đến để tạ tội với anh đây. Những ngày vừa qua em nhớ lại từng chuyện, từng chuyện dù là nhỏ nhặt nhất đã từng xảy ra với em và anh. Em vừa hạnh phúc là vừa đau lòng. Anh yêu em tới như vậy, nghĩ cho em nhiều như vậy, mà em thì em thật khờ phải không anh? Tại sao em có thể tin tưởng anh ta một cách ngây ngô đến như vậy? Anh đã buồn biết mấy khi biết em là kẻ phản bội. Trên đường lên đây chắc là anh đau lòng lắm. Tai nạn này là do em gián tiếp gây ra. Anh ơi, em không biết phải làm sao để chuộc lỗi hết. Em biết là mình không đủ tư cách, nhưng mà em yêu anh. Đăng Duy ơi, anh có nghe em nói không? Em thật lòng rất yêu anh. Em nhớ anh nhiều lắm anh ơi. Em biết phải làm sao đây để gặp được anh. Anh ơi, em không muốn sống nữa. Em muốn đi theo anh. Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh mau tới đón em đi cùng. Em biết tìm anh ở đâu đây. Son, có cần tôi đỡ đứng dậy không?